Buổi chiều tối ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một căn nhà đẹp, một trệt một lầu tọa lạc tại trục đường chính Bùi Quang Là thuộc phường 12 quận Gò Vấp. Một căn nhà với diện tích ok, ngang 3m2, sâu vào 14m, với giá bán chỉ có 4 tỷ 450 triệu đồng thôi. Nhà mình thì hướng chính sẽ là hướng Đông Bắc, thiết kế xây mới hoàn toàn, một trệt một lầu. Đấy, căn nhà hai lớp cửa nha, một lớp cổng sắt 4 cánh bên ngoài, bên trong thì có cửa nhôm Simfa. Một căn nhà rất là đẹp, rất là sang, hướng Đông Bắc. Chỉ có 4 tỷ 450 triệu đồng thôi. Nằm trên con hẻm cụt. Hẻm trước nhà rộng khoảng tầm gần được 4m. Sẽ hơi nhỏ đến cửa nhà. Và cách trục đường hẻm thông, hẻm to khoảng tầm 20-30m thôi. Sẽ hơi đến chị có thể đậu đến cửa nhà nha. Sẽ hơi con cóc, thoải mái luôn. Xe bấy chỗ thì cách khoảng tầm 20m. Đấy, hẻm cụt nha quý vị. Ta cùng em Hưng di chuyển vào khu vực phía bên trong. Ngang 3m2, sâu vào 14m, một trệt một lầu, sẽ có 3 phòng ngủ, 3 vệ sinh. Anh chị có khu vực giặt phơi đồ và ban công. Căn nhà quá là ok, hai lớp cửa, một lớp cổng sắt CNC, 4 cánh phía bên ngoài, bên trong thì có cửa nhôm Simfa loại 1. Trong đây thì sẽ được ốp sàn gạch 60 gạch Ấn Độ, tường thì được ốp nhựa PVC. Trên thì có đèn chùm, đèn led thạch cao đầy đủ, có tặng full nội thất trong nhà hết rồi, tầm 200 triệu đồng, có sofa, có bàn ăn. Trong thì có máy lạnh, giường đệm đầy đủ hết. Diện tích rất là dài, 3m2, dài tới 14m. Đấy, một trệt, một lầu, 3 phòng ngủ, giá bán chỉ có 4 tỷ 450 triệu đồng thôi. Và vẫn còn thương lượng nha anh chị. Anh chị cô bác nào quan tâm đến em nhà đẹp giá rẻ này, hãy alo trực tiếp về tới nhà đặt bà Hưng. Xem video thì hãy nhớ thả like, bấm chuông và đăng ký kênh. Có quạt treo tường luôn này. Ngang 3m2, dài 14m nha. Trên có đèn chùm, thạch cao, đèn led đầy đủ. Nhà rất đẹp, rất sang nha quý anh chị. Xây mới. Có chuồng, cầu thang thì đúc rộng tầm 80, ốp đá hoa cương đen, tay vịn gỗ căm xe, đấy, lan can là sắt đặc, có lavabo, bồn rửa mặt phía bên ngoài. Trong phòng bếp này thì có tặng bàn ăn 4 ghế, tủ bếp của An Cường, quạt trần, gạch ốp cao lên đụng trần nha. Cầm cầu thang chúng ta có nhà vệ sinh, căn nhà có 3 vệ sinh nha. Nhà này thì có phòng ngủ dưới tầng trệt cho người già. Được 3 phòng ngủ, máy lạnh, giường 1m2 kèm với tủ và kệ đầy đủ hết rồi. Máy lạnh Capper, căn nhà quá là ok luôn, mới cóng nhà anh chị. Và chỉ có giá bán có 4 tỷ 450 triệu đồng thôi. Anh chị cô bác khách hàng nào quan tâm đến em nhà đẹp này, chúng ta chỉ bốc máy gọi ngay và luôn về tới nhà đặt bà Hưng. Xem video thì hãy nhớ thả like, bấm chuông và đăng ký kênh nha. Cả nhà quá là ok luôn. Trang trí mới và cực kỳ đẹp, cực kỳ xinh. Đấy, nội thất đầy đủ hết rồi. Anh chị mua thì chỉ việc xách vali quần áo về ở thôi. Và di chuyển lên không gian lầu 1. Chúng ta sẽ đến với phòng ngủ số 2 và số 3. Cầu thang đúng rộng tầm 80 nha. Trên này thì toilet riêng luôn. Được 3 phòng ngủ, 3 vệ sinh. Ở dưới có cái bồn rửa mặt, rồi gương led này. Toàn bộ gạch Ấn Độ nha. Đây, ở đây thì chỉ có bồn cầu, vòi sen thuyền. Và phòng 8 cũng rất là ok luôn. Phòng ngủ đường trước thì đã đầy đủ giường 1m6 kèm với đệm, tủ quần áo, kệ tivi, máy lạnh. Ban công đúc ra ngoài tầm 1m2. Cửa nhôm Simfa, cửa lùa. Chị phơi đồ bên ngoài này cũng được, trồng cây xanh cũng được. Máy lạnh Capper. Wi-Fi đầy đủ hết rồi, cáp truyền hình đầy đủ hết luôn. Quý anh chị, cô bác quan tâm chỉ gọi ngay và luôn về tới em Hưng nha. Phòng ngủ số 3 đây thì rất là rộng, phòng này có vẻ rộng hơn phòng lần trước. Có chiếc giường 1m6, tủ và máy lạnh. Trên thì có thạch cao, đèn led, đèn chùm. Trang trí cực kỳ đẹp, cực kỳ xinh nha. Ngang 3m2, sâu vào 14m. Phía sau này anh chị có khu vực giặt phơi đồ. Đây. Có đường ông mới giặt ở đây luôn. Và nhà vệ sinh số 3. Nhà vệ sinh số 3 vừa phải thôi. Đấy, nhà vệ sinh vừa vừa, nhỏ nhỏ, xinh xinh. Đây là khu vực để máy giặt nha. Phòng ngủ số 3 rất là rộng, rất là thoáng. Quá là ok luôn. Và video của bác Hưng đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.